Hôm nay trái cây rẻ mà ngon nha. Một xe trái cây quá đặc biệt luôn nha cả nhà. Ổi nhiêu ký em ơi? Ổi 20. Ổi này ổi nữ hoàng hả? 20.000 ký nha cả nhà. Đây là em gái bán trước chợ, cổng chợ Dạng Quen. Em mua cái gì? Đang quay trong cái này. Quýt nhiêu nè, quýt nhiêu ký nè, quýt nhiêu ký? À, quýt 40 hả? Chà, mấn cầu này ngon rồi nghe. Mấn cầu này nhiêu hả? 80 hả? 50 hả? Rồi, miếng cầu 50 mà ngon rồi cả nhà, trái bự chà bá luôn. Hình như là mắn cầu này là mắn cầu Đài Loan phải không? Mắn cầu Thái hả? Rồi, miếng cầu Thái nè cả nhà, cái trái nó láng, nó không có gai như mắn cầu của mình nha. Cái này là ở trong mình ăn nó hơi dẻo dẻo nha cả nhà. Có 50 mà cả nhà. Cái nhà có mua ra ủng hộ em gái nha. Đây là trái gì, trái hồng giòn. Hồng giòn nhiêu ký em? Hồng giòn 30 hả? Đây hồng giòn thì nay 30.000 ký nha cả nhà. Rồi hồng là 30.000 ký nha cả nhà. Hồng giòn nha. Đây là nho. Này là nho đỏ là 80.000 ký. Đây nho này là 80.000 nha cả nhà, nho đỏ. Nhìn hấp dẫn thiệt luôn á. Còn nho xanh nhiêu em? 101 hả? Nho xanh là 101 nha cả nhà. Rồi dưa luôn, dưa này là dưa Long An. Dưa nhiêu ký hả? Em ơi, dưa nhiêu ký vậy? Ôi, dưa nhiêu ký? Này là dưa Long An 15.000 ký luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà mua ra chợ Vạn Nguyên ủng hộ em gái nha. Nay mấy đứa con rồi em? Mấy đứa con rồi? Hai đứa hả? Bán trái cây nuôi hai đứa con nhỏ nha, ủng hộ. Xoài nhiêu ký kìa? Xoài 20 hả? À, mận là 25. Mận này mận gì ta? Đường hả? Mận là 25. Xoài này là xoài gì? Xoài miên là 20. Còn vú sữa nhiêu? Vú sữa 45. Ở đây là có giá, nói đúng giá nha cả nhà. Cả nhà mua ra ủng hộ em nha. Vậy quá, con mua gì con lại con mua ủng hộ chị đi. Con ăn cái gì? Bơm nhiêu ký nè? Con muốn sạch thiệt luôn. Bơm 30 ký hả? Con ơi, bây giờ mua trái này đi nè, trái hồng đi nè. Hồng 30 hả? Đúng rồi. Có chát không? Không. Nè, mua ủng hộ chị nè. Qua đây lựa nè. Cái nhỏ không? Lấy nhỏ đỏ. Hồng 30 hả? Bữa hổm mà đưa bán sao cái này 15.000 ký á cô. Thôi con đừng có chạy đi cửa cô. Thank you.
Sài Gòn.